Bạn có nhu cầu mua arc Free Fire, arc Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì mình đang ở trong tài khoản của anh chàng Bùm FFVN. Nghe tên nó khá là hài hước, nhưng mà thật ra thì hôm nay đợt này ông đổi tên thành Haki rồi. Anh chàng này là một trong những anh chàng mà hồi xưa ấy, anh em nào mà hay xem tôi live stream ấy thì có biết là tôi hay chơi Liên Quân với ông này. Thì ông này ông ấy ít hơn tôi khá nhiều tuổi, bạn này bạn kém tôi 5 tuổi. Đấy, thì hiện tại bạn này cũng đang làm việc tại Rikaki Studio, chuyên là ông nhân viên cầm camera đấy anh em. Đấy, thì ông này ông ấy cũng mới tập tuệ chơi Free Fire. Đấy, ngày xưa thì ông ấy đánh Liên Quân, mà tập tuệ chơi Free Fire nên là ác còn khá là cùi. Nhưng mà hôm nay thì là sinh nhật của anh chàng Bùm này. Đấy, thế nên là tôi quyết định là sẽ dành tặng anh chàng này một cái bất ngờ. Thì ông này ấy, ngày xưa ông ấy thấy suốt ngày ngồi chơi Street Fighter, thì chắc là thích cái game Street Fighter này lắm. Thì hôm nay tôi quyết định là sẽ tặng cho anh chàng này gọi là mấy cái bộ Street Fighter này, nhân dịp ở bên Arena Free Fire họ đang ra mắt. Đó là cái hộp Street Fighter mà có đủ cả bom keo, cả bộ Chun-Li, rồi cả cái MP5 luôn. Nhưng mà tài khoản anh chàng này không có kim cương. Như thường lệ chúng ta sẽ ghé qua Rikaki.vn. Ở trên này đang có một sự kiện rất hay, đó là khi anh em vào anh em có thể nhận ngay một cái quà, và cái quà này có thể lên tới 1 triệu đồng nha anh em nhá. Đấy, cái quà này có thể lên tới 1 triệu luôn. Đấy, khi anh em mở hôm qua này anh em hên xui. Đấy, ok, và hôm nay mình sẽ chơi thử vòng quay long tổng nha anh em. Ok, thì anh em đừng quên là Rikaki.vn là shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikaki Gaming. Còn tất cả địa chỉ khác như là rikaki.tương.ca.muối.net.nủng các kiểu thì .com kia thì nó không phải là cái bên hợp tác chính thức với mình nha anh em nhá. Thì có duy nhất một địa chỉ đó rikaki.vn mà thôi. Thì khi mà chơi ở trên này thì anh em sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều phần thưởng, cũng như là có thể tham gia rất nhiều trò chơi thú vị ở đây. Đặc biệt ở trên này thì khi mà rút nạp thì thời gian rút nạp nó rất là nhanh, chỉ từ 1 cho đến 2 phút thôi là kim cương sẽ về với tài khoản của anh em may, và hoàn toàn đó là kim cương sạch, kim cương chuẩn. Kim cương sẽ được tính tích lũy và trong nạp thẻ ở bên Garena Free Fire. Đấy, thao tác rút nạp thì cũng rất là đơn giản, và khi mà thậm chí là khi mà rút thì anh em có thể sẽ nhận được thêm lượng kim cương. Và anh em đừng quên là kể anh em không chơi thì hôm nay cứ ghé qua ở đây một lần, anh em có thể mở cái hộp quà và trúng thưởng nhá. Đấy, các anh em cứ tạo nick đăng nhập ở trên rikaki.vn ngày hôm nay thì anh em mở hộp quà anh em sẽ có thể trúng thưởng, và phần thưởng lớn nhất thì sẽ là 1 triệu VND. Đấy, xịn xò con bò luôn anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình đã rút về tài khoản của mình 20.000 kim cương rồi. Tôi sẽ mua hết mấy cái đồ Street Fighter nhân dịp cái game này, cái Street Fighter hợp tác với Free Fire. Đấy, để tặng quà cho anh chàng Bùm VN này. Đấy, chắc hiểu xong này nó đặt tên là Bùm, nghe buồn cười vậy trưởng. Đấy, nhưng mà đợt này ông mới đổi tên thành Haki rồi. Và bạn này thì thời gian tới chắc là cũng sẽ giúp tôi bình luận một số những cái giải Free Fire nhỏ, ví dụ một số những cái giải nghiệp dư như là vòng sơ loại tay đau buổi tối. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái găng đấm này nha, và mở quả găng đấm này. Và cái này cứ mỗi lần mở ra nó lại con Chun-Li lại ra nó đá vào mồm thanh niên kia, khổ thật. Đấy, mỗi lần mở hộp ra thì Chun-Li lại xuất hiện. Ở đây chúng ta thậm chí là có cả một cái skin của MP5 thần lực nữa, và xịn xò con bò thật sự đấy. Xịn xò con bò luôn. Mình sẽ mở hết tất cả những cái đồ ở trong cái này nha anh em. Đấy, cứ làm 50 hộp nhỉ, cứ làm 50 hộp, gọi là mở đầu, mở bát 50 hộp, biết đâu ra một phát vĩnh viễn. Toàn 1 với 2, ui xôi, toàn 1 với 2 anh em ạ. Toàn, ui dồi, được phát 5 này, được 2 phát 5 rồi. Được đầu 1, 2, 3 thì khá là phổ biến. Như vậy thì tôi nghĩ là sẽ phải tốn độ khoảng 5.000 kim cương cho toàn bộ cái vòng, cho toàn bộ cái hộp này đấy, để mà lấy hết các đồ. Đấy, tại vì là cái bộ trang phục là tận 149, còn cái súng là tận 249 huy hiệu. Đó, thì tôi nghĩ là sẽ tốn khá nhiều. Tôi đã tiêu mất 950 kim cương rồi. Bây giờ tôi sẽ tiêu thêm một phát 950 kim cương nữa, hai lần là hơn 2.000 kim cương. Đấy, gần 2.000 kim cương, 1.900 kim cương rồi. Đấy, huy hiệu găng đấm này, ui được 8 huy hiệu này, tươi. Vâng, 8 huy hiệu này sao được, xem thêm phát nào được 8 huy hiệu nữa hay không. Toàn 1, 2 với 3, đây được thêm phát 8 huy hiệu nữa, được phết anh em ạ. Vâng, thi thoảng được 1, 2 phát thì mà phải được phát nào 50 huy hiệu nó mới ấm. Phải được phát nào 50 huy hiệu nó mới ấm. Nhìn con Chun-Li đá kinh nhờ. Con Chun-Li đá đối phương gọi là toác người luôn. Nó không biết tại sao trong Arena Free Fire không làm mấy cái hành động đấy. Đấy, làm hành động mà đá chân xoay thế thì nó phải gọi là mắc tầm luôn. Đấy, bộ công nhận bộ Chun-Li này đẹp. Bây giờ mình đang có 244 rồi. Mình sẽ đổi bộ Chun-Li này. Đấy, xịn xò con bò luôn. Xịn xò con bò luôn anh em ạ. Và được có nó luôn. Bây giờ 69 với cái avatar nó có 2 cái hình, nó có 2 này anh em ạ. Hình đại diện Chun-Li có 2 cái huy hiệu thôi. Cái động tác này cũng khá rẻ, 59 huy hiệu khá rẻ. Nhưng mà phải công nhận là cái skin súng Midas đấy 249, mà cái động tác này còn rẻ hơn cả cái bom keo nữa. Nào, tiếp nào. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy là hôm trước nếu mà chúng ta chơi với vòng quay bay màu ấy thì nó rẻ hơn cái này. Tôi phải công nhận là chơi vòng quay bay màu nó sẽ rẻ hơn là chúng ta chơi ở đây nhá. Chơi ở đây nó hơi chát. Chơi ở đây nó hơi chát chúa anh em ạ. Thử thách biến ác cùi thành ác vip. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ mua những đồ Street Fighter thôi. À tí nữa tôi sẽ lấy hộ cho anh chàng này cả cái skin súng XM8 nữa. Ông này thấy ông ấy chơi ông này chơi nhiều ác lắm. Nhưng mà ác chính ở server Việt Nam thì chưa có. Đấy, ông này toàn chơi ác server nước ngoài anh em ạ. Với cả ông này hay chơi kiểu vào chơi vớ vẩn chạy bo thôi, chứ còn tại vì kêu là chưa có skin súng mới chưa có trang phục đẹp. Đấy, thấy cứ tính toán để nạp thẻ mua, không biết còn nên mua bộ này không thì hôm nay tôi tặng luôn. Đấy, tôi tặng luôn này 20.000 kim cương. 20.000 kim cương thì tính ra nó khoảng 4 triệu. Đấy, anh em chơi nhau cũng lâu rồi. Ông này ông ý làm việc cùng với tôi là từ năm 2017. Đấy, tôi quen bạn này từ 2017. Đấy, là anh em làm việc với nhau gần 4 năm rồi. Hơn 4 năm đấy. Tôi nhớ là tôi quen bạn ấy khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2017 đến bây giờ là 4 năm rồi. Đấy, mình cũng chưa tặng cho bạn thân của mình cái gì. Đấy, hôm nay nhân cơ hội để tặng ông này. Thi thoảng chạy bo hoặc là bắn tử chiến, ông này bắn cùng cũng vui. Ông này bắn kinh phết nha, bắn cũng toàn bắn đầu ghê phết đấy. Ok, và như vậy là mình đã test xong cái đống đồ này. Và đúng là mất khoảng 4.000 kim cương anh em nhé. Đấy, bây giờ mình còn khoảng 16.000, vậy mình có gần 20.000. Thì bây giờ mình còn 16.000 thì mất khoảng gần 4.000 kim cương, hơn 4.000 kim cương một tí. Đấy, hôm nay mình có 19.800. Thì bây giờ mình còn 15.800, đúng rồi, 4.000 kim cương cho toàn bộ cái hộp đấy nếu mà anh em muốn mở ra hết. Đấy, ok, ông em chưa có độ, chưa có gì nhỉ. Vâng, người đúng là không có gì luôn, người còn đúng cái nịt anh em ạ. Ok, mình sẽ vào shop để mình mua. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm cho anh chàng này mấy con nhân vật. Đấy, Chrono các kiểu, không có Chrono khó bán lắm. Đấy, không có Chrono khó bán lắm anh em ạ. Đây, hành động bắn trưởng này. Đó, ông này ông đang đi ngủ. Đấy, tối nay kiểu gì vào nick cũng sẽ thấy có sự bất ngờ. Chắc là tôi sẽ tiêu thêm một ít nữa. Còn tôi sẽ để cho anh chàng này 10.000 kim cương. Anh chàng này thích tiêu gì tiêu. Đấy, tôi thích tiêu gì tiêu. Nếu mà không tiêu thì thi thoảng tôi vào nick này tôi tiêu kẻ cũng được. Thi thoảng tôi sẽ lấy nick này ra để tôi test. Làm phát 99 hộp luôn. Được 248 hiệu. Như vậy đổi đủ, đổi được Chrono, đổi được gần hai con rưỡi. Đấy, đổi được Chrono, mình sẽ đổi Chrono với Maro. Đấy, tại vì đấy là hai nhân vật mà hiện tại đang khá hot trong Arena Free Fire. Đổi Chrono à, này có anh CR7 rồi, tiếp mình sẽ đổi lấy con Maro này. Thì con Maro này kỹ năng nó rất ngon dành cho anh em mà chơi súng bắn tỉa. Đổi con gì nữa nhỉ? Đổi con gì, chắc là đổi Alok không? Vâng, nhưng mà bây giờ phải mở thêm. Bây giờ phải mở thêm hộp để mới đổi Alok được. Thôi cái này tùy ông này thôi. Vâng, tùy ông ấy thôi. Từ tối ông ấy thích vào đổi thêm Alok thì đổi. Nhưng mà tôi cứ đổi trước cho ông ấy con Chrono. Tối nay kiểu gì ngủ dậy xong rồi vào cũng sẽ thấy gọi là vui mừng. Gọi là vui như Tết luôn. Tôi thì tôi cũng không có nhiều bạn bè lắm. Thật với anh em như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ cần một con nhân vật nữ để mặc đồ của Chun-Li. Đấy, ok, cho con Moco mặc. Đấy, mua 499 kim cương. Hơi đắt tí mà thôi không sao. Để con Moco trông còn xinh. Đấy, Moco trông còn rất là xinh nhá, nên là tôi nghĩ là mặc này đấy, hợp chưa? Chuẩn chưa? Và bây giờ tôi sẽ lấy thêm cho anh chàng này cái khẩu XM8 nữa. Thế hôm nay ông hay bắn XM8 lắm. Đấy, cũng thích cái khẩu XM8 này. Tôi nghĩ là vòng quay này nó cũng rẻ thôi. Vòng quay này nó cũng khá là ngon bổ rẻ, nó không có gì khó khăn cả. Làm tí. À đấy, còn vòng quay võ sĩ ấy nhỉ, quên. Ông này ông thích Street Fighter, kiểu như hồi bé hay chơi Street Fighter. Nếu mà bạn nào không biết ấy, Street Fighter nó là một cái game đối kháng rất nổi tiếng mà nó từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đấy, từ thập niên 2000 đấy, từ đến 90 đến 2000 nó qua rất nhiều phiên bản rồi. Thì cái phiên bản mà kết hợp với Free Fire ấy là Street Fighter 5 thì là phiên bản mới nhất của nó. Còn ngày xưa nó Street Fighter 4 rồi Street Fighter 3 rồi Street Fighter 2 nhiều lắm anh em ạ. Đến phiên bản Street Fighter 5 này thì nó là phiên bản mà gần đây nhất nên là nó có sự kết hợp với Free Fire. Hôm trước thì tôi cũng đi cosplay cái bộ võ sĩ xích long này. Thôi cái khẩu cod này thôi anh em ạ, khẩu cod này thôi. Khẩu này nó hơi cùi, trong này toàn súng cùi thôi. Mình để lại kim cương cho mình lúc nào mình thích thì mình quay. Đây, mình quay thêm vòng quay ma thuật, quay này chắc khoảng mất 2.000 kim cương. Đấy, còn ra được cái điện cái tử quyền hay không thì không rõ, nhưng mà thôi mình cứ lấy cho anh ông ấy khẩu súng. Đấy, cứ lấy cho ông ấy khẩu súng thôi. Đấy, ui rồi. Được 3 sao rồi, 4 sao đi bạn ơi. 4 sao đi nào. Ui, ra nhanh lên nào. 4 sao đi, khó nhờ. Trông có vẻ hơi khó khăn nhỉ anh em nhỉ. Trông vẻ hiện đây thôi, 4 sao. À, quan trọng nhất là mình lấy skin súng thôi, chứ còn nói thật là cái kia thì tôi cũng không ham hố lắm. Cái tử quyền thế thì có cũng được, không có cũng được. Quan trọng nhất là mình là phải có trang phục và có skin súng, có tí skin lựu đạn hay là skin bom keo thì cũng khá là ok. À, biến nick cùi thành nick khủng. À, đây tôi tuyên bố đây là nick level 4 to nhất server Việt Nam. À, nick level 4 giàu nhất server Việt Nam, khẳng định luôn, uy tín luôn. À, ok, lấy được khẩu súng rồi, như vậy thì mình còn khoảng 10.900. Ok, thì chắc là mình để lại kim cương này cho ông này, ông ấy tiêu thôi. Tại vì nhiều khi mình mua cái mà bạn ấy không thích ấy, thì đâm ra bạn ấy không hài lòng cho lắm. Đấy, mặc dù là quà tặng thật. Đấy, ok con dê, hộp kia các thứ này, mở ra xem thêm một khẩu nào vĩnh viễn hay không. Ok, chưa ra được khẩu nào đây. Là võ sĩ xích long, tôi để đấy, ông ấy thích thì ông chơi. Tôi thấy ông này toàn chơi nhân vật nữ anh em ạ, toàn chơi nhân vật nữ thôi. À, và kho vũ khí, tiểu liên, tiểu liếc các kiểu, đồ chưa có cái gì anh em ạ. Đồ chưa có cái gì, đấy, XM8 bão lửa mà tuyên bố nhá. Tuyên bố đây là nick level 4 giàu nhất Việt Nam. À, hôm trước tôi review cho anh em quả nick Rikaki đáng yêu, nick level 18 giàu nhất Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là đây sẽ là nick level 4 giàu nhất Việt Nam, uy tín luôn. Cái này còn chưa chơi được chế độ này anh em ạ, chưa chơi được tử chiến rank. Mình phải mở thêm kỹ năng nữa. Và mở thêm thì kỹ năng là gắn con Chrono vào cho nó hợp lý. Đấy, Chrono phải lấy level 3. Đấy, Chrono level 1 để vào nó bắn cho toác sủ. Đấy, làm thỏa Chrono level 3 cho nó hợp lý nhá. 250 kim cương, thế thôi. Đấy, tiêu thế thôi. Mình để lại cho bạn chơi. Mình để lại cho bạn mình chơi. Ok con dê, trông cũng được, nó trông ra gì phết đúng không anh em? Trông ra gì phết, từ ác cùi thành ngay quả ác khủng. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào tử chiến nha. Lúc này thì mình đang dẫn tỷ số 1-0 rồi, đóng ngay quả MP5. Đấy, được của nó luôn, đỉnh của chop. Nào, bom keo các kiểu. Đấy, quẩy lên thôi anh em. Đấy, game 1 là tôi cũng giết được mấy kill đấy, tôi giết được 3-4 kill thì đấy, mình gánh team ghê lắm. Gánh team ghê lắm, nó phải là đùa đâu. Một pha đẩy lên đến vị trí Rikaki mình. Đây không phải Rikaki, đây là ông Bùm FF. Mà hôm nay chắc là ông ấy có kim cương, ông sẽ đổi tên thôi. Và đợi mua thẻ đổi tên giá rẻ. Đấy, ông này bây giờ ông đổi tên này Haki. Thì hồi xưa thì của bạn này cũng làm Liên Quân. Đấy, nhưng mà bây giờ bạn về bạn ấy làm trợ lý cho tôi ở cái mảng eSports với mảng giải đấu nha anh em nhá. Đấy, ui làm sao mày ăn ấy tao. Làm sao, ui. Địch nấp kín nhờ, bắn nhau căng đét kìa. Vâng, Vũ Anh Thanh của cái đầu đấy, cái đầu yêu quá, cái đầu, xin cái đầu. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng anh em ạ. Vâng, Trang U hay Trang Út thì đấy, gãy rồi. Đấy, còn thằng nào đã, con nào ra đây nốt đi. Và tươi ngay. Úi dồi, nằm chết trông hèn thật sự. Đấy, thì mình nghĩ như có một ông quýt hay sao ấy. Ôi, bé là Trúc bay màu rồi. Vâng, bố là Trúc, cái bé là Trúc thì đấy bay màu rồi anh em ạ. Bé là Trúc à, hay là bố là Trúc, như bây giờ là bố là Trúc hay sao ấy. Vãi tên. Tên với tuổi là thế chết. Đẩy lên thôi. Tầm này mua mắc tầm, mua lựu liểng các kiểu, bom keo các thứ lên ném vào mồm địch. Ngại gì va chạm đấy anh em. Ngại gì va chạm. Làm quả sáp đấy, anh em thấy yên tâm chưa? Uy tín luôn. Mũ 2 sáp 3 uy tín luôn. Tầm này chắc là mình chơi toàn là bot nhỉ. Tầm này tôi nghĩ chắc là tôi toàn là bot thôi, chứ còn làm sao gặp được người. Tại vì mình level 4, level 5 đã không có tử chiến có bot không. Hay là tử chiến thì toàn là người chơi thường. Tôi không biết là tử chiến có bot không. Nhưng mà nếu mà có thì chắc là bot nó cũng sẽ không được thông minh cho lắm. Đấy, nhiều khi chúng ta hay gọi là có mấy con bot cao cấp ấy. Mấy con bot cao cấp có đồ. Ôi, cái gì đây? Giật hết cả mình. Ui, làm sao một cháu. Đấy, bắn nhau ngoài này đúng không? Bắn nhau ngoài này đúng không? Đấy, lựu đâu, nổ đi. Ui, ném lựu chưa tôi. Ok, giờ giật hết cả mình. Làm sao một thằng. Làm sao. Hóa lên bụi cỏ à. Bụi cỏ của chúng tôi. Ôi thôi xong rồi. Cứu mình bạn ơi. Nó bắn mình. Cứu mình bạn ơi. Cứu đã không mất súng bây giờ. Cứu mình đã không mất súng bạn ơi. Ui rồi ôi, vẫn để nó giết tôi ạ. Hôm nay tôi đồng bé là Trúc. Để nó giết tôi kìa. Bạn mỡ nấm, trời ơi, phải cứu tôi chứ. Thế là mất khẩu súng mất rồi. Mình sẽ mua XM8 nhé. Tại vì hôm nay mình vừa mới mua XM8 xong. Đóng ngay của XM8 uy tín và uy tín chất lượng. Đóng ở XM8 uy tín chất lượng. Đẩy lên thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Tầm này ngại gì va chạm anh em. Quẩy lên. team mình trông uy tín nhá. Đấy, nhưng mà bộ Chun-Li này tôi phải công nhận là trông nó đẹp. Đấy, trông nó rất đẹp luôn. Bộ Chun-Li này kết hợp nha, có mỗi cái quần thì không là đẹp lắm. Đấy, bộ Chun-Li này mà kết hợp với một cái quần khác mà trông nó thoáng mắt hơn thì chắc chắn là nó sẽ xịn sò. Đấy, xịn luôn. À đời ơi. Đây rồi, đôi giày tôi đã phát hiện ra. Úi làm gì đây, làm gì đứng đấy đây. Bắn nhau là căng đét. Làm sao một cháu, hai cháu. Ui xôi, lùa hết. Và một phát bắn ba cháu luôn. Lùa hết anh em ạ. Ấy à, thủ kinh nhỉ. Bật kỹ năng của Lolo. À làm sao. À vẫn chạy à. Tưởng lộ trận. Một thằng đang đứng hồi máu, hai thằng đang đứng máu hồi. Ai, chết hết rồi anh em ạ. Và còn thằng nào nhá. À nó hồi phục và hồi phục lên cái chết tiếp luôn anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này và chúc Bùm Free Fire có một ngày sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.